Thisu xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Thisu Chu Du. Thisu đang ở ngoài bờ kè Đức Long cả nhà mình. Bờ kè này thường người ta ở đây thì chưa có đặt tên, nhưng mà đây là thuộc phường Đức Long. Đi cuối đường Trần Lê thì mình hỏi mọi người thì mọi người sẽ chỉ mình xuống dưới cái đoạn bờ kè này. Chỗ này hai chú đang đang dây hả? Thúng à? Này thúng. Cái gì dành thúng? Cái dành này vô à, cặp cái dành thúng. Mình phải thay cái này thôi. Dạ. Ở đây thì mọi người sẽ đánh lưới vô từ lúc mấy giờ chú ha? Nói chung sáng chiều sớm tầm 4 giờ rồi. Là giờ nào cũng có vô hết ha. Cái thúng này mình đi thời hạn sử dụng của nó là bao lâu chú? Chắc trên 10 năm. Trên 10 năm ha. Mấy năm rồi. Dạ, chi phí là nhiều không chú ha? Một cái thúng hạn này là là bao nhiêu tiền nha chú? Xong là 25 triệu rồi. 25 triệu. Ờ, 25 triệu cả nhà. Ở đây thì nếu mà nhà mình muốn mua cá thì mình xuống sớm, ở đây khoảng 6 giờ 6 mấy thì lưới vô nhiều. Còn bây giờ thì ít lại, họ đang vũ lưới. Chị Su thấy này là xếp lưới nè, để mình qua đây coi vũ cá nè. Ồ, này là cá mai cả nhà mình nè, vũ lưới cá mai. Không chắc không? Này lưới cá mai. Dạ. Đây là Bình Thuận quê tôi đó mọi người. Cuộc sống mọi người ở đây rất là chan hòa. Có cái thằng kia nó có nè. Được cái này nó. À, cái đó là mình năm nào mình góp lại gì hả ba? Mình cứ kiên nhẫn không? Dạ. Làm đèn quẹt là phải có thời gian làm với đèn quẹt. Có gì vậy, bỏ tiền ra mua phút. Hai ba người đi vô làm nội dung đó đèn quẹt. Mua phút bút cho nó cho đúng chịu mẹ nó. Cho nội dung mà một mình đâu được. Mình mua kiếm mua đồ cũng đâu được cái gì. Ở đây mấy giờ là mình dưới này mình đi bao lâu là được nhiêu đây cá hả chú? 4 giờ. 4 giờ rồi bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi vô bắt đầu đứng rỡ như vậy. Đi xa không chú? Qua đây lại đó. À, gần ở ngay chỗ qua cái chì đó chủ kè luôn ha. Này là nguyên gia đình á. À. Đó, nguyên gia đình đó cả nhà. Gia đình sống mấy con cá cái màn này. Sống mấy con cá. Sao sống? Dạ. Rồi mình có đi xa hơn chứ nữa hả? Có đó. Dạ. Tùy con nước mình mới đi hả chú? Món cá mai này làm gì ngon anh? Thường thường là ngày xưa tới giờ thì hồi xưa là làm gỏi. Gỏi cá mai hả? Gỏi rồi có lúc có ngày xưa thì nấu canh khế. À. Bây giờ người ta khế chua chứ anh? À khế chua. Dạ. Xong rồi giờ người ta làm cái gì chiên bột á. À chiên bột. Rồi bây giờ nếu mà nhiều quá nữa biết làm cái gì thì người ta phơi khô làm cá khô tẩm mè đó ha. Tẩm mè, tẩm ớt rồi đó. Dạ. Ủa cái này thì ủa sao mà không đổi nón không gì hết trơn ta? À, con của trời của biển mà. À con của biển ha. Nón non rồi đâu. Trời sinh ra thiên nhiên mà, mình thiên nhiên luôn mà. Dạ. Yeah. Cái vịnh này nó nước nó chỉ là một cái nhỏ nhỏ, vịnh nhỏ nhỏ thôi nhưng mà tàu thúng thúng ở đây nhiều. Ra à, ông có ở đây mà ông đói luôn được. Dạ. Xưa đây nó lũ nó lừa sạt lở nhà cửa mà. Dạ. Anh bơm đắp làm kiện. À, nhờ cái này nhỏ nhỏ mà bà con dưới này là cũng có được đi lưới rồi có đồ ăn chăm lo cho gia đình. Bên này là đang lưới tá lưới này cả nhà. Hai bên này đang tá lưới. À. Này gỡ lưới. Đây, này gỡ lưới làm sạch lưới.
Ông ba ba à? Ủa mà chú, con thấy biển của mình á, con thấy tắp bờ vô cũng hơi rác nhiều, nhưng mà rác nó từ chỗ khác chứ hả? Nhiều nơi từ đầu nguồn đổ về chứ. Ở hiện tại cũng có nữa. Ồ. Mà nói là dùng biển mà biết là nói là dùng biển biết là dơ chứ. Lên Ở trên đường Tiểu Xu đi về ở đây cả nhà mình ở dưới quê thì họ sắm biển nè, họ làm bánh xèo rồi nó đơn giản vậy thôi, người bán ăn luôn nè. Vì đang đổ cho mình quay đó. Vị đuôi kêu quay nó mới đẹp. Dạ, này bao nhiêu một cái vậy vậy? 7.000 con. À 7.000 tôm, mực, thịt. Đầy đủ. Dạ, quay á mọi người, ví dụ mọi người đi đường Trần Lê này, mọi người vô đây ăn bánh xèo ủng hộ cho bà. Hồi sáng con mới ăn sáng vừa xong luôn. Con quay con giới thiệu địa chỉ ở số 99 Trần Lê nha cả nhà mình. Ở đây trên đường Trần Lê luôn, ở mặt tiền đường Trần Lê, đường này xe ô tô vô được, 99 Trần Lê. Mình sáng 6 giờ mình xuống dưới biển mình mua cá, xong rồi cái mình ghé qua đây mình ăn bánh xèo. Học phía trên có nhiều món lắm, cái nữa thì Xu sẽ tổng hợp giới thiệu thêm cho cô chú anh chị các bạn. Đây là bánh xèo đổ xong. Cái bà gì bánh xèo vậy? Bánh xèo ba bèo tiền rưỡi. Ba bèo tiền rưỡi hả? Dạ. Mẹ quánh mẹ chữ cũng giữ ba bèo. Mẹ quánh mẹ chữ cũng giữ ba bèo. Ủa ba bèo là cái gì? Ba xèo đó. À ba cái xèo đó ha. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ. Đi lên một chút xíu nữa cả nhà mình là hàng bún xào nè. Chị này chỉ bán bên đường thôi nhưng mà nhìn rất là hấp dẫn nha. Đây, một tô bún xào tô này là bao nhiêu tiền chị? Mấy hả? À 20.000 thôi cô chú anh chị các bạn, rẻ hả? Là cháo thịt đang xào nè, ngon quá trời ngon, bỏ giá vô. Ở đây mình ăn đến đâu thì họ sẽ xào thịt đến đó. Rau sống thì sắc nhỏ rồi bỏ vô. À bán mang về hả chị? Đây bán mang về đây. 20-25 tùy khách ăn. Chị xào xong rồi chị mới đổ ra cái này nè, mới múc cho nó khỏi nóng. Đây mỡ nè, xào thịt bằng mỡ nè. Ở đây bán cho người khách địa phương cả nhà mình, cho nên là nãy giờ mình đứng đây mình thấy đông người ăn lắm. Bán bên lề thôi. Đây đó. Món này thì có anh em ăn nó chua chua, nó ngon lắm cả nhà. Dạ. Bỏ đậu phộng, bỏ đồ chua với lại ớt. À, chị này ngồi chỉ ngồi ngay cái số 1 Trần Lê nha cả nhà mình, ngay cái góc đường phía bên ngoài là mình xuống chợ, ngay góc đường Trương Văn Ly này cả nhà mình, nó có một cái ngã ba mình chạy vô thì chị sẽ ngồi ngay cái góc nè. Cái bên thì có hàng cơm gà nữa, hàng cơm gà cũng đông lắm. Bữa nào thì Xu xuống quay riêng sao. Ở đây là góc đường Trương Văn Ly này cả nhà mình, đi sẽ xuống chợ Bi Đại ha. À, thì đi dọc ở phía ngoài này là đều có những cái người ta sẽ bán hàng dọc hai bên đường. Ai thì Xu sẽ mua một trái dừa. Dừa này là dừa, không phải dừa xiêm của mình, dừa này dừa bánh tre. À, thôi bây giờ mình qua đường mình coi cá. À, buổi sáng thì những cái chị tiểu thương chỉ mang xe mang cá qua đây để chị bán nè. À,
ta đi lưới xong ta đem ra ta bán luôn. Nhóm này là hàng thịt heo. Mấy chú công an mới ngang qua, mấy chị lật đật bưng thúng lên. Tại vì ở đây là họ bán ngồi vỉa hè thôi thì không có được phép, nhưng mà họ cứ tranh thủ ngồi bán kiếm tiền thêm. Đây là làm cá. Để em quay chút nha chị. Quay làm cá nè. Đang làm con cá này là con cá. Cá bạc má cả nhà mình. Tươi chưa? Thì cả nhà mình có thể ghé ở đây để mua cá hải sản để đem đi trong đi chơi trong chuyến du lịch của mình, hoặc là khi mình ở từ Mũi Né về mà đi ngang qua cái con đường Ấn Đạo thì mình rẽ qua chợ Bi Đài, mình mua cá đem theo, cá cũng tươi lắm. Mình đi dọc xuống một chút xíu nữa mình sẽ gặp được cái chợ Bi Đài. Chợ này thì trong đó họ cũng bán đầy đủ các loại thực phẩm và cả hải sản luôn. Mà phút này thì chợ bán cho những người dân ở biển cả nhà mình, cho nên là mình thấy cái khu vực này người dân họ đi chợ rất là bình dân giản dị, và những người bán ở dưới này cũng rất là dễ thương và vui tính nữa. Là món nem nướng này cả nhà mình, con mua về rồi ăn với cơm bánh mì. 4.000 cây hả chị? Dạ, 4.000 cây. À, 12.000 một cây. Này là bán xà bông. Cả nhà mình đi bộ vô chợ thì đi bằng cái con hẻm này nè. Đi vô trong cái con hẻm bên hông này thì mình sẽ có hàng cá. Mọi người sẽ đi thẳng vô trong thì sẽ có hàng để mà mình mua cá nha. Em xin hả, chỗ mớ cá đó ra lấy bị cái gì ra dùm luôn nha. Mình đi vô trong thì sẽ có những cái món gì nè. Cái này là hàng cá tươi, từng chút một chút gì nè. Đâu lá không chứ uống độn nào đâu phải lá. Béo quá trời luôn. Béo còn hơn thịt nữa. Cá đối. Béo rồi. Cá đối này béo. Đâu có béo quá em tư. Dạ. Không mua lát nữa người ta cũng có mua. Đúng rồi, cái này. Mấy bữa 100.000 ký đó. Béo rồi em mua. Cảm ơn các món nữa này cả nhà. Đầy đủ mà. Ba đi ngồi rồi mấy này. Con gì tới vậy? Dạ đúng rồi đó. Làm như bà đang làm cái gì sao?
Đây cá này cả nhà. Này về làm chả hả chị? Dạ, cái liệt về làm chả. Chả. Quá chợ quá cái này lâu lắm luôn á. Không có gì mà bà có đi quá không? À hả. Về nấu canh. Đi đó, cái này đi. Này. Bên này cũng hàng cá nè, mấy chị đang lên nè. Cá phèn ngon chưa? Bữa nay lưới vô ít. Dạ, này lưới vô ít. À, trong này thì sau vô trong này thì có những cái hàng cá nữa cả nhà. À, cá mó hay do trong này thì bớt lại rồi, ở ngoài kia thì nhiều hơn. Dạ thưa cô chú anh chị các bạn, Tisu cũng vừa đi vào trong chợ Bi Đài để quay giới thiệu cùng với cả nhà mình những cái góc hình ảnh của chợ của người dân Phan Thiết. Thì ở đây thì nó không có cùng hướng với lại cái Mũi Né, nhưng mà đây là một cái chợ của người dân địa phương, thì cả nhà mình có thể là ghé vào để mình mua những cái hải sản tươi, những cái đồ dùng, đồ nấu để tiện cho cái tiếng du lịch của mình. Đây là cá họ xuống rồi họ sẽ mang vô để mà bán cho người dân này. Và Tisu kính chúc sức khỏe của chú anh chị các bạn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những chương trình lần sau.